Cuối thế kỷ thứ 18, nước Đại Việt bị chia hai. Nhà Lê làm vua tại Thăng Long, nhưng thật sự quyền hành nằm trong tay các chúa Trịnh ở miền Bắc và các chúa Nguyễn ở miền Nam. Hai bên Trịnh Nguyễn giành đất giành dân, đánh nhau liên miên, khiến dân chúng rất khổ sở. Lúc ấy, ngoài Bắc lại thêm nạn kiêu binh làm loạn, giết hại các quan trong triều, phá làng cướp xóm. Còn trong Nam, quyền thần Trương Phúc Loan hà hiếp, bóc lột dân chúng. Năm 1771, vùng Tây Sơn có ba anh em nổi dậy cất binh khởi nghĩa chống lại chúa Nguyễn, được dân chúng ủng hộ theo rất đông. Trong ba anh em, người thông minh và tài ba nhất là Nguyễn Huệ. Ông giỏi cả văn lẫn võ, biết chỉ huy, luyện quân, sử dụng nhân tài cả nam lẫn nữ như Nguyễn Thiếp, Ngô Thời Nhậm, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân. Sau khi đánh đuổi được chúa Nguyễn ra khỏi nước, ông còn đại thắng quân ngoại xâm Xiêm La, Thái Lan. Quân ông đánh đâu thắng đó. À la fin du XVIIIe siècle, notre pays était divisé en deux. Les derniers rois de la dynastie Lê ne régnaient que de nom. Le pouvoir était entre les mains des seigneurs Trinh au nord et des seigneurs Nguyen au sud. Leur rivalité mettait le pays à feu et à sang, et la tyrannie de certains mandarins empirait la souffrance de la population. Une révolte éclata alors en 1771 dans la région de Taizong, menée par trois frères, dont le plus brillant était Nguyễn Huệ. Vaillant, intelligent, aussi doué aux armes qu'aux lettres, il savait former ses troupes, s'entourer de conseillers et généraux talentueux, aussi bien hommes que femmes. Il devint particulièrement célèbre et respecté dans tout le pays en menant son armée à des victoires retentissantes, d'abord contre les seigneurs Nguyen au sud, puis contre les envahisseurs venus de Siam, Thaïlande. L'ennemi tremblait rien qu'au son des tambours de l'armée de Nguyễn Huệ. Tiếng chống trận Tây Sơn của quân Nguyễn Huệ lừng danh khắp nơi. Giặc vừa nghe đã phải khiếp sợ.